Em Thuận, tư vấn bán hàng salon Tuấn Kiệt, địa chỉ 79 Trần Thái Tông, cầu Giấy, Hà Nội. Xin được kính chào toàn thể quý anh chị quý hàng nhé. Một siêu phẩm luôn, chiếc Audi Q7 model của 2017 nhé, màu trắng rất đẹp, đầu xe rất hầm hố, SUV 7 chỗ đến từ thương hiệu Audi, nhập khẩu nguyên chiếc tại Đức. Đèn LED xương cá thế hệ mới, có giải LED định vị ban ngày, có dư đèn pha, mặt ca năng rất nhiều thanh lan ngang mạ chrome, logo Audi, mạ chrome viền bốn xung quanh nữa nhá, rất hầm hố đúng không quý anh chị quý hàng. Đấy, la răng là 5 chỗ kép nhá, rất là tuyệt vời luôn. Xi nhan tích hợp trên gương, gân dập nổi trên thân xe, dọc viền thân xe, lắp capo, các mép nối còn đều tăm tắp, sơn di đến hơn 80%, họa trăng là chỉ có xước sáp thôi nhá, chưa từng có hiện tượng bị va chạm dẫn đến cái sửa chữa thân vỏ, cam kết quý anh chị quý hàng luôn. Đèn hậu xương cá này, đó, lipo vuông ống sạc kép, cảm biến sau nhá, cốp điện này, đó, hàng ghế thứ ba chỉnh điện này, đó. Khi chúng ta không dùng hàng ghế thứ ba nhá, chúng ta thì gặp xuống vào đây là khoang để đồ hợp lý tưởng, đó, rất tuyệt vời đúng không quý anh chị quý hàng. Audi thì lái rất thích rồi, đó. Cùng với em tham quan cái không gian nội thất của chiếc xe này. Xe có rèm, xe chắn nắng này, nội thất da gỗ kim loại kết hợp da lộn nhá, rất tuyệt vời. Có cửa gió chịu điều hòa trên cột B và điều hòa tự động 3 vùng độc lập. Có điều chỉnh nhiệt độ cho hàng phía sau. Có những vị trí ni lông chưa bóc hết nhá, tuyệt vời chưa. Xe đã được nâng cấp lên cái bộ thảm sàn 6D, rất là giá trị. Đây là khoang người lái quý anh chị quý hàng nhá. Ghế chỉnh điện, có bơm hơi lưng ghế và có bơm mông. Nhớ ghế hai vị trí, tất cả kính là đều lên xuống một chạm. Vô lăng tích hợp phím điều khiển, có đàm thoại dính tay điều khiển giọng nói và sấy vô lăng nhá. Có sấy vô lăng quý anh chị quý hàng nhá. Đèn và gạt mưa là auto. Lẫy chuyển số thể thao sau vô lăng. Set cruise control ga tự động sau vô lăng. Đấy, phanh tay điện tử auto hold hỗ trợ dừng đỗ. Rất tuyệt vời đúng không quý chị quý hàng. Các chế độ chạy này, tắt chống chân trượt này, cũng như là có hỗ trợ đủ đèo ngang dốc nhá, màn hình thụt thò nhá. Có thể điều chỉnh ở đây hoặc là tự động đổ máy thì màn hình sẽ thổi lên. Đó, tuyệt vời chưa quý anh chị quý hàng. Quá đẹp luôn, ghế càng đét. Audi Q7. Rất là tuyệt vời luôn, rất rộng. Bề chỗ ngồi rất rộng luôn. Chiếc xe này sử dụng khối động cơ 3.0 lít TFSI và kết hợp với hệ dẫn động 4 bánh của Audi và lái điện nhá, chạy rất thích luôn. Đấy, chạy rất thích luôn quý anh chị quý hàng ạ. Mọi người có nhu cầu trải nghiệm và giao dịch mẫu xe này thì em mời qua salon Tuấn Kiệt, địa chỉ 79 Trần Thái Tông, cầu Giấy, Hà Nội xem, lái thử và giao dịch chiếc xe này với em Thuận nhé. Chiếc xe cam kết với quý anh chị quý hàng không đâm đụng, không ngập nước, máy số khung sườn là nguyên bản, hỗ trợ trả góp lên đến 70-75% giá trị xe. Tuyệt vời chưa quý anh chị và quý khách hàng. Đấy, một chiếc SUV 7 chỗ rộng rãi, hầm hố, sang trọng, rất được ưa chuộng. Cam kết với quý anh chị quý khách hàng, an ninh pháp lý đảm bảo. Xe em đã rút hồ sơ rồi, sẵn sàng vào tên nhé quý anh chị quý hàng nhé. Chi tiết về chiếc xe này thì mọi người nhấc máy liên hệ ngay cho bên em theo số điện thoại 0912669955 gặp anh Tuấn hoặc là em Thuận 0337904888 nhé. Xin cảm ơn quý anh chị quý hàng đã theo dõi video của em ạ. Hẹn gặp lại quý anh chị quý hàng trong một ngày gần nhất để giao dịch chiếc xe này nhé. Xin chào, hẹn gặp lại.